Thưa quý vị, sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành tổ chức xây dựng Đảng, ngày 14 tháng 10 năm 1930, ngày 14 tháng 10 năm 2020. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 90 năm thành lập, xây dựng và phát triển của ngành tổ chức xây dựng Đảng, cũng như những bước trưởng thành và kết quả nổi bật của ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố. Phát huy truyền thống của ngành, những năm qua, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai nhiều chủ trương quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Đặc biệt, đã có nhiều cách làm sáng tạo, khoa học trong công tác đào tạo, tạo nguồn cán bộ với nhiều dấu ấn đột phá như đề án 89, đề án 922, đề án cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được đánh giá hàng năm luôn ở mức cao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường.